Hello, xin chào toàn thể anh em bé trên đêm nha. Sáng rồi anh em ơi. Thời tiết đêm nay nó cũng êm lắm nha anh em. Nó đúng hướng gió mình cần luôn anh em ơi. Dàn lưới của mình dang dải đó anh em, mà mình dang xuôi theo cái hướng đông tây nha anh em, mà hôm nay là có ngọn gió bắc chánh nha. Nó thổi là cái tầm lưới mình bung ra nha anh em. Còn mấy đêm trước thì nó thổi theo cái hướng tây bắc anh em, xéo 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 hướng này, xéo theo dàn lưới vậy nè, chim mình đặt lo không có được anh em ơi. Đặt lo nó xuôi theo dàn lưới thì chim nó đâu có đâm vô lưới được đâu anh em, mình phải đặt ngang dàn lưới nó mới đâm vào lưới được, chứ đặt xuôi theo dàn lưới cứ theo tiếng nó bay xuôi xuôi theo anh em. Mấy đêm cỡ đêm 19, 20, 21 đây nè, cũng cũng có gió bắc này nè. Có một cái vô 20 mấy rồi cái nó lạnh, thời tiết nó lạnh cái trở gió lại nè. Rồi bữa nay có thời tiết nó thay đổi lại, đêm nay không lạnh nha nè. Lạnh nhưng mà lạnh hơi hơi ít ít rồi nè. Chứ không bằng mấy bữa. Rồi có anh em nào đêm hôm được nhiều ok không? Có anh em được nhiều cái comment được thông báo anh em. Mình đêm nay cũng gọi là tạm ok anh em ạ. Gà thì cũng có, mà nghịch cũng có luôn anh em, đều đều. Mình nhờ con cái đêm hôm này là mình nổ gà trống anh em ạ. Nổ được ba gà trống. Bốn bốn con mà ba gà trống có một mái. Chim đầu hôm nó về nó không đâm anh em ơi. Về nó đâm mình nổ con 8 giờ đó mà cũng nghe nó về nó ra ra đó, mà có một cái nó không đâm, nó nằm nền sáng nó mới lên không anh. Thành quả của mình anh em ơi. Bắt gà cho anh em xem chứ nghịch bữa nay mình cũng nhiều anh em, nghịch cũng được mười mấy con, cũng được 14, 15 con anh em. Bữa nay gà trống nó to rồi anh em, nó ú à, gà nó nặng à, gà này của mình chắc tầm nửa ký lô anh em, anh coi nó ú nè. Cái này ba con nào cũng bự đó em ơi. Quăng trống bành bành không anh em ơi. Nó đóng toàn là đóng viền trên không anh em. Đóng mà nó quặn xuống còn nửa lắm lưới luôn anh em. Anh em thấy không? Còn mái này cũng được được anh em ơi. Mái cũng không nhỏ, mái cũng được không, không nhỏ. Bốn gà anh em, ba trống một mái. Đêm hôm mấy người đánh gần mình đây, sáng thời về người ta cũng la được có hai ba con rồi anh em ơi. Đánh nhiều người đánh quá, cạnh tranh quá thì chia ra người vài con chứ đâu có nhiều đâu anh em. Còn thằng nghịch anh em. Tối thằng nghịch của mình nè. Cho cả 15 con đó nè, mình không có đếm kỹ nữa mà cho cả 15 con. Dứt 4 giờ đó là 12, 13 con, nhưng mà sáng này em nó có 2, 3 con vậy. Anh em quýnh gà hay quýnh nghịch gì cũng vậy đó. Anh em phải xuyên đi chỉnh máy mới được, đi quay loa mới được. Cỡ sáng nè, cỡ từ 4 giờ sáng anh em thường xuyên đi như quýnh lớn nhỏ, lớn xong rồi hạ nhỏ, nhỏ xong rồi quýnh lớn là con chim nó mới lên nha anh em, chứ anh em mà để có con mất hoài là con chim nó không có lên nha. Nó mà tầm đó mà mình ăn nó không được rồi là tới sáng luôn là nó đính luôn chứ nó không lên nữa đâu. Trước đầu hôm khuya thì đầu hôm mình quýnh lớn hết luôn, còn cho gà nó chim nó gom về đi. Rồi chừng phi phi cái mình hạ nhỏ lại đều 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 lại nè. Hạ nhỏ đều đều lại đi cái rồi sáng tới sáng cỡ
ba giờ mấy 4 giờ đó mình xuyên đi nghe anh em, cứ quýnh máy lớn rồi máy nhỏ, máy lớn máy nhỏ, máy lớn máy nhỏ, quýnh lên xuống hoài cho nè, con gà nó mới lên được anh em. Chứ anh em mà cứ để một máy nó quýnh lớn rồi máy này quýnh nhỏ là con gà nó nằm đó luôn chứ nó không lên đâu. Rồi anh em đảo có là con này qua bên kia rồi con kia qua bên này, cứ như là đủ cách anh em ạ. Ok tạm ổn anh em ơi, thì mình cũng xin kết thúc video tại chỗ này luôn anh em. Chúc anh em một ngày mới được tốt lành nha. Mình về đi làm đó anh em, mình làm chắc ngày nay nữa là mình nghỉ ngày hai ngày mình nghỉ cho khỏe chứ quá trời mệt rồi, mấy ngày nay thức suốt anh em ơi. Mấy đêm trước không nghe gà nó đi anh em, có đêm hôm này nghe nó đi vài con này. Chứ mấy đêm trước mình nghe em ru không nghe con gì đi chứ, tiết lạnh quá nó không đi ra, trời bữa nay ấm ấm lại được rồi, tạm biệt anh em nha.